tóc bay thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những yêu tư. Có mây đàn dấu chân tròn đường tim bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Các bạn đang đến với kênh YouTube của Cương Audio. Trong chương trình video clip hôm nay, tôi sẽ ghép test giới thiệu đến quý vị một dàn máy 2-trong-1 nghe nhạc chuyên nghiệp hay và có thể hát karaoke để quý vị có thêm cơ hội nghiên cứu lựa chọn. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook, hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, nói đến những dòng loa Bose, có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với những dòng đầu 3, 301 series 2, 301 series 3, 301 series 4, 301 series 5 hay những dòng đầu 5, ví dụ như 501 trơn, 501 series 2, 501 series 3, 501 series 4, tôi đều có hàng. Những dòng Bose 4.2 series 2 hay những dòng Bose AV Monitor, đặc biệt những dòng đầu 6, 601 trơn, 601 series 2 và 601 series 3 hay các dòng đầu 7, 701 hai lỗ thông hơi đã rất quen thuộc. Nhưng các bạn đang nhìn thấy trước mắt là một cặp loa Bose thuộc dòng loa cây. Những dòng loa cây bao giờ cũng tận dụng được lợi thế của nó là thể tích cộng hưởng của thùng lớn, đem lại tiếng bass rất là mạnh mẽ, uy lực. Thêm vào đó, khi các bạn hát karaoke, các bạn sẽ thấy giọng của các bạn rất là bay bổng, thoáng đãng. Khi các bạn nghe nhạc chuyên nghiệp, các bạn thấy âm thanh của nó cực kỳ chi tiết, đều ba dài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng đến trước mắt. Các bạn thân mến, đây là cặp loa Bose 10.2. Đây là một trong những dòng loa mà các bạn rất yêu thích bởi kích thước cũng như là chiều cao của nó rất khiêm tốn, giúp cho các bạn có thể bày biện sang trọng trong căn phòng. Và các bạn nhìn thấy đây là một những dòng loa mà thùng của nó rất là dày. Đây là lỗ thông hơi, thì các bạn nhìn thấy toàn bộ khe thông hơi này của nó rất là lớn, từ trên xuống dưới, từ e căng xuống đến mặt đất. Các bạn thân mến, đây là một dòng loa mà có lỗ thông hơi hướng khép vào phía trong, giúp cho tiếng bass của nó tụ và các bạn sẽ thấy âm thanh rất là mạnh mẽ, đặc biệt là cái dải trầm. Cặp loa tuyệt đẹp. Cặp loa này có nhiều anh em băn khoăn hỏi bao nhiêu tiền, thì xin thưa luôn với các bạn, cặp loa này có giá 21 triệu đồng. Chỉ cần quét qua hình ảnh thôi, các bạn đã nhận ra đây là một cặp loa rất là đẹp. Và ở đây tôi đang sử dụng một con âm ly, đó là âm ly Denon 890DG tích hợp giải mã DAC. Chiếc âm ly này thì có giá 21 triệu đồng, kết hợp với một vang số của CAVS, đó là vang số MX7 có giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Đặc biệt là bộ mic không dây CAVS một đầu thu hai tai mic có giá 3 triệu đồng. Các bạn thân mến, đây là một trong những dòng loa mà mỗi khi âm thanh của nó cất lên chắc chắn sẽ làm say đắm chúng ta. Nếu như các bạn có nhu cầu nghe nhạc chuyên nghiệp thì tôi đã về thêm được hai cặp nữa, đó là JBL 100T. Mỗi cặp loa JBL 100T này có giá 31 triệu đồng, bass 30 chép titan. Đây là dòng loa đã rất nổi tiếng rồi, các bạn có thể tìm các thông số trên Google bằng cách gõ vào JBL 100T. Tôi đã có rất nhiều bản test rồi. Ngày hôm nay tôi về được hai cặp nữa. Các bạn thân mến, đây là những cặp loa Bose mà tôi cũng đã có khá nhiều video clip test từ trước đến nay. Bây giờ để cho các bạn không phải đợi chờ lâu thì tôi sẽ test âm. Và các bạn nhớ là khi ta mua các sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp cũng như những sản phẩm karaoke, đặc biệt là những dàn máy 2-trong-1 như thế này, thì các bạn nhớ là một là cái hình thức theo sở thích của từng người. Người thích loa nằm, người thích loa đứng. Nhưng cái quan trọng nhất ta bỏ tiền ra mua đó chính là mua chất lượng của âm thanh. Và sản phẩm phải tốt thì mới có âm thanh tốt, có bột mới gột nên hồ. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bản test âm trên cặp loa Bose 10.2 có giá 21 triệu đồng. Kết hợp với âm ly Denon 890DG mặt vàng có giá 21 triệu đồng. Chiếc vang số CAVS MX7 có giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Và bộ mic không dây CAVS một đầu thu 2 tai mic đó là CAVS T4S giá 3 triệu đồng. Đất đỏ trời lạnh với sương mù, thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say, diệt đồ trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu, gặp anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh
còn gầy thêm máu lừa, thì mộng mơ xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm xuống căm hờn vẫn đôi trao, anh vẫn đi đi giết thù, anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta cố vui vì mãi xa cách rồi, dù thời gian chẳng có xế qua mày, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Mòn trên núi cao, khi đêm đêm xuống căm hờn vẫn đôi trao, anh vẫn đi đi giết thù, anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Cố vui vì mãi xa cách rồi, dù thời gian chẳng có xế qua mày, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có xế qua mày, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau.